Chào mừng anh em đã quay trở lại và đến với video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề về mini PC và cụ thể là tổng hợp cho anh em các tùy chọn mini PC, IO PC có hiệu năng mạnh và đáng chú ý bậc nhất trong mùa Tết Covid kéo dài này. Nhìn chung là việc ăn Tết xong rồi thì ăn thêm cái Tết Covid năm thứ N nữa thì cũng đang giúp cho nhu cầu về máy tính, đặc biệt là các giải pháp giá rẻ nhỏ gọn, đang được rất nhiều phụ huynh và các anh em học sinh, sinh viên, người đi làm tìm mua nhờ mức giá hợp lý, dễ sở hữu. Và hy vọng video này sẽ gãi đúng chỗ ngứa đó cho anh em, đặc biệt là các anh em có nhu cầu về chơi game hay một cấu hình mạnh mẽ bậc nhất trong tầm tiền từ 2 đến 6 triệu mà mình cho là sẽ hợp lý để có thể xuất hiện các linh kiện xử lý mạnh nhất, kiểu như là RAM phải là từ 8GB, chip phải là Core i7 của Intel hay là Ryzen 5, Ryzen 7 của AMD chẳng hạn. Tất cả đều sẽ có trong video này. Và các video đánh giá sản phẩm chi tiết sẽ xuất hiện ngay sau đó trên kênh chuyên về mini PC của bọn mình. Anh em có thể tham khảo, còn bây giờ sẽ là các đề cử chi tiết của bọn mình cho anh em về các tùy chọn mini PC vừa chơi game, vừa học Zoom tốt nhất, rẻ bậc nhất hiện nay. Bắt đầu nha. Thứ nhất là chiếc BMAX B2. Đây là chiếc mini PC kế nhiệm của chiếc BMAX B1 Plus mà mình đã từng giới thiệu cho anh em trước đây. Trong tầm giá 2 triệu thì chiếc B1 Plus sẽ là một trong những mini PC có bộ nhớ lớn nhất với dung lượng RAM lên tới 6GB, giúp anh em sử dụng đa nhiệm tương đối hiệu quả để vừa học Zoom, vừa bật nhiều tab Chrome hay là chơi game chống cháy cũng tương đối ổn. Tuy nhiên, nếu anh em chi thêm khoảng 500.000 đồng để nâng cấp lên phiên bản mới nhất là chiếc B2 hiện nay thì cái nhận được sẽ là quá nhiều. Đối với chiếc B2 ở tầm giá loanh quanh là 3 triệu đồng trong đợt sale đang diễn ra trên trang Banggood thì nhà sản xuất đã mang đến rất nhiều điểm cải tiến đáng xem xét, như là bộ vỏ giờ đây đã trở nên sang trọng hơn hẳn nhờ việc trang bị mặt giả kính cường lực ở trên nắp đỉnh máy, cùng chất lượng khung máy trở nên cứng cáp hơn nhiều so với trước. Về cấu hình xử lý, chiếc BMAX B2 cũng rất nổi trội trong tầm giá máy tính mới giá rẻ với dung lượng RAM lên tới 8GB LPDDR4, chắc chắn là nhiều bậc nhất trong tầm tiền này rồi. Máy cũng hỗ trợ hai ổ cắm SSD, gồm một ổ M2-2280 128GB và một ổ M2-NVMe cùng một chân cắm HDD 2.5 inch mở rộng. Tức là đây cũng là con mini PC giá rẻ hỗ trợ nhiều ổ cứng bậc nhất tầm tiền luôn. Quá là hay ho cho anh em đấy. Chip xử lý của máy là Intel Celeron N3450 4x1.1GHz và Turbo Boost lên là 2.2GHz. Khả năng chơi game của máy thì cũng khá ổn khi có thể cân được các tựa game thông dụng hiện nay như Liên Minh, Đột Kích, Genshin Impact ở tùy chọn đồ họa thấp, và mình sẽ có hướng dẫn chi tiết cho anh em về cách nâng hiệu năng chơi game của con mini PC này trong một video đánh giá sắp tới trên kênh chuyên dụng của bọn mình. Các cổng kết nối của con mini PC thì cũng khá là dư giả với hai cổng HDMI 4K, 4 cổng USB, một cổng LAN. Nói chung là khá đầy đủ. Thứ hai là chiếc Lenovo ThinkCentre M73Z. Đây chính là con mini IO PC có hiệu năng cực mạnh mà mình tâm đắc nhất trong tầm giá dưới 5 triệu đồng bây giờ. Vì có hai thứ. Thứ nhất là hiệu năng của nó quá mạnh, quá ngon so với quy định. Và thứ hai là giá xúc được thì rẻ hơn phải từ 1 đến 2 triệu so với các shop chuyên bán máy tính khác bây giờ. Anh em cứ tra giá trên kho thanh lý và so sánh với bất kỳ shop nào khác là hiểu ngay. Video đánh giá chi tiết về con máy này thì mình cũng sẽ sớm cập nhật trên kênh chuyên dụng để anh em có thể hình dung ra được rõ ràng hơn. Nhìn chung là với chiếc ThinkCentre M73Z này thì nó chính là một giải pháp hoàn hảo về mini PC vì có hầu như tất cả mọi thứ từ màn hình, SSD, DVD, loa v.v. Mua về chỉ việc cắm chuột và bàn phím vào là chiến ngay. Phần cứng xử lý trên con máy này cũng đều thuộc loại tốt, đặc biệt là CPU của nó phải gọi là ngon lành thôi rồi luôn. Cấu hình của chiếc máy này cao nhất bao gồm RAM 8GB, có thể nâng cấp lên 32GB cũng được. CPU Intel Core i7 4870HQ, hàng thửa trên MacBook Pro với chip đồ họa chuyên dụng Iris Pro 5200, có thể cân được hầu hết các tựa game thông dụng như là CS:GO, Liên Minh, Dota 2, Genshin Impact ở thiết lập trung bình, và phần benchmark cũng sẽ sớm được cập nhật trên kênh chuyên dụng luôn. Nói tóm lại thì chiếc ThinkCentre M73Z sẽ là tùy chọn mini IO PC giá rẻ mạnh nhất hiện nay mà anh em có thể tìm thấy. Thứ ba là chiếc T-Book MN27. Bên cạnh các tùy chọn mini PC, mini IO PC dùng chip Intel thì các mẫu mini PC dùng chip AMD Ryzen cũng rất đáng chú ý, và mình sẽ giới thiệu tới anh em một trong những mẫu mini PC sử dụng chip Ryzen 7 rẻ nhất, đó là mẫu T-Book MN27. Cách đây không lâu thì mình cũng từng giới thiệu tới anh em mẫu T-Book MN25 là chiếc mini PC sử dụng chip Ryzen 5 rẻ mạnh nhất. Và giờ chiếc MN27 chính là phiên bản cao nhất trong dòng này đang giảm giá khá là sâu luôn. Với giá sale rẻ nhất còn loanh quanh từ 5 đến 6 triệu đồng thì con mini PC này có cấu hình cơ bản với RAM từ 8GB DDR4, có thể nâng cấp lên 32GB nếu thích, ổ SSD NVMe 128GB hỗ trợ lên tới 1TB, kèm thêm một khe cắm ổ cứng 2.5 inch mở rộng lên tới 2TB nữa.
nên chắc chắn là cực kỳ dư giả cho anh em rồi. Bên cạnh đó, con chip Ryzen 7 2700U của máy cũng khá mạnh với hiệu năng xử lý đáng nể. Với nhân đồ họa Vega 10, có thể cân mượt các tựa game thông dụng như là Genshin Impact, Dota 2, CSGO ở thiết lập trung bình hoặc biên tập video Premiere 4K hạng nhẹ. Và hiện tại, kênh chuyên dụng của bọn mình cũng đã có video mổ bụng đánh giá benchmark nhanh sản phẩm. Còn video đánh giá chi tiết của sản phẩm thì cũng sẽ sớm cập nhật cho anh em thôi. Nói chung là con máy này cũng rất đỉnh về cấu hình trong tầm tiền trung cấp rồi. Và vừa rồi là một danh sách đề cử của bọn mình, bao gồm những chiếc mini PC vừa chơi game vừa học Zoom tốt nhất, rẻ bậc nhất trong tầm giá hiện nay. Anh em nếu có bất kỳ ý kiến gì thì hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.